đi chậm thế, rón rén thế, đằng nào lõng xước rồi đi nhanh lên. Đường về đường. Đi thôi. Hello, em Cường xin chào các bác nhá. Hôm nay thì mời các bác đi thủ đô Hà Nội để mua con Honda Civic. Để không biết là có mua được không, nhưng mà đi xem, em sẽ làm cái vlog đi xem và đi mua các bác nhá. À, hôm nay thì do đi thủ đô, thế cho nên em sẽ đi bằng con nhỏ gọn như này thôi. Ba anh em đi, em Mịch với em Mậu. Đấy, con này thì vừa mua được hôm qua. Đấy, của bác làm dọn rửa. Em ơi, lau qua qua nó không cần kỹ lắm đâu, để anh đi bây giờ. Đấy. Đây, cầu các thứ là bọn em đang trong quá trình lắp này. Các bác mà bây giờ mà đến với Việt Bắc Ca là sẽ được nâng gầm, kiểm tra gầm luôn nhá. Mối mọt các thứ là xem biết hay không là biết luôn. Đấy. À, thợ đang lắp dở. À, hôm nay sẽ tiến hành lắp cho xong và hôm nay sẽ đi bằng con này nhá. Con này thì có một em đã đăng lên trên Facebook thì có các bác bảo con này là 2008 thì em đang bán ra là 185 triệu. Thế nhưng mà có bác bảo ôi giời ơi, tôi bán 165 triệu mãi không trôi. Thì cái con của bác ấy là con lắp ráp trong nước và con bản thiếu. Đấy, con này là con bản đủ của nó thì là nó có xấy ghế các bác này, nó có xấy ghế. Đấy, nó có điều hòa tự động. Đấy, đây là con bản đủ thì là sẽ có cái như này. Em ơi, lót giải cái lót sàn vào cho anh đi bây giờ. Đấy, thì chính vì vậy mà con này nó chênh cao hơn so với con bản thiếu của bác kia nhá. Đấy, thế cho nên là nhiều khi các bác bảo rằng là một con xe ấy, nó sẽ chênh nhau tầm đâu đó khoảng bao nhiêu tiền. Đấy, bao nhiêu tiền thì nó phụ thuộc vào chất xe. Con này không va chạm tí nào. Nó phụ thuộc vào chất xe, nó phụ thuộc vào độ ngon của máy và nó phụ thuộc vào cái option của xe nữa. Và giữa con nhập khẩu và con trong nước nó đã khác nhau về một cái giá cơ số rồi. Đấy, mà trong khi đó chỉ chênh với cái giá của bác ấy bán này ở đâu đó là có 20 triệu. Cô Na vẫn ế các bác này. Đấy, vừa hôm qua đi về cái thứ vẫn còn bẩn thỉu, hôm nay lại lôi ra rửa tiếp. Đấy, hôm nay quay ghé vào đây, bác nào mua thì em bán nhé. Giá đang chào bán là 580 triệu nhưng em bán được 570 triệu đấy, 19 luôn. Đấy, chạy đâu đó có 4-5 vạn gì đấy, mua chính chủ. Rồi, bây giờ là bọn em sẽ khởi hành đi con này. Đây, tiện bật cabo thì quay cho bác xem qua cái máy. Đấy, đây, máy nó sáng choàng. Nhiều bác đấy. Mua con xe 140 thì cứ đi mà mua thôi. Xe 140, 160 thì các bác cứ mua thôi. Đấy, chất nó còn phụ thuộc vào chất lượng vì xe và tất cả mọi thứ liên quan nữa cơ. Sơn là 7 triệu. Máy eco luôn nhá. Rồi, ok. Giờ là khởi hành nào. Khởi hành, lùi em nó ra khỏi xưởng. Đấy, đây là cái xưởng của em. À, em đang đợi để lên xe. Con này về cơ bản thì nếu bác nào lắp mà lên bộ màn hình Android nữa, bộ rẻ nhất nó tầm khoảng 3 triệu, không thì tầm 4 triệu 5 nữa là ngon lành. Nó bao gồm cả cam hành trình, cả cam lùi luôn rồi. Đấy, màn Android nhé. Đấy, dẫn đường, chỉ đường, các thứ đầy đủ hết. Rồi, khởi hành đi Hà Nội, thủ đô, tiếp tục bằng con xe vừa mua được hôm qua. Đấy, đồng hồ đang báo là 8 vạn 7. Ga phát vụt lên. Không, con này máy còn ngon, hôm qua ga thử mấy phát là biết rồi. Ra đường Việt Bắc và khởi hành đi Hà Nội. Phải đổ thêm đi, con này êm thế nhỉ. Mấy trăm nghìn tiền xăng. Cái xe bán nó khác, êm thế. Xe ngon đấy. Mấy con tiền mạng, không thấy bác nào bán 150, 140 tiền này vào đi. Cầm tiền vào. Công nhận cái xe mình bán xe ngon thật. Yeah. Xe mình bán xe rất ngon, phải nói là đẹp tuyệt vời. Không một lỗi nhỏ. Đấy. Bạc, tinh. Không một lỗi nhỏ. Vào đây nghỉ ngơi tí, là sáng em còn chưa kịp ăn sáng cơ. Đấy. Thế cho nên là vào đây làm một cái món gì đấy để ăn tạm mới xong mới đi Hà Nội được. Đây. Con xe em bán đây rất đẹp đây. Rồi em vào uống cái gì uống chén em ơi nha. Trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Chú ăn thì chắc anh không ăn phở, anh mua. Anh mua cái bánh gì là được. Bao tiền em ơi? Cái này vào máy chưa? Cháu ơi, bây giờ cháu làm đấy. Mấy chai nước. 42. Cả ly cà phê của em được. À, của em thì mua. Tất cả là hết 91 nghìn. Hai loại chưa là khác nhau. Cái đó là sữa của Đài là 20 nghìn, cái này sữa của Nhật 32 nghìn. Thôi cứ thử luôn cả Đài cả Nhật luôn. Em mình sẽ đi đâu vậy ta?
tiền để lấy tiền. Ăn xong rồi, bây giờ là khởi hành đi Hà Nội các bạn. Đấy, bây giờ tính ra lằng nhằng là về Hà Nội là cũng là trưa đấy. Bây giờ đã là 10 rưỡi rồi các bác này. Đấy, 10 rưỡi rồi. Trạm dừng nghỉ Hải Đăng. Rất nhiều xe luôn. Trạm rất đông. Đồng tiền bỏ qua luôn. Đây, bọn em đang di chuyển, em vừa đây, cái đây là cái máy quay của em nhá. Đây. Vừa phát livestream vừa quay lên YouTube bằng cái máy quay. Đây là hiện tại em đang phát livestream và đồng thời em cũng đang quay. Mai các bác xem trên YouTube sẽ thấy được rằng là trước mặt các bác là một cái điện thoại. Đây, bắt đầu rẽ ra khỏi quốc lộ 18 để đi Hà Nội đấy. Em cứ cầm cái máy như này, em quay như này các bạn. Đây, cứ hàng ngày là em cứ đi đâu như nào đấy là em cứ cầm cái máy em quay như này. Đây, đúng như này luôn. Đấy, dơ lên dơ xuống rồi quay xe rồi tất cả mọi cái nó như này. Và cái máy này là con GoPro 9 Hero 9. Đấy, thế thành ra là nó cứ phải nói là cái độ trúng zoom của nó bá đạo luôn, không cần gimbal luôn. Đấy, bác nào mà thích lưu lại những cái video khoảng cách con cái gia đình thì có thể là mua cái con GoPro này. Đấy, con GoPro này để các bác sử dụng trong quá trình kiểu như là lưu lại khoảng cách khoảnh khắc nhiều mồm đấy thì các bác quay này quay nó quay lên 4K, lưu lên YouTube cũng độ phân giải 4K, thế thành ra là về lưu lại những cái khoảng khắc như thế là sẽ không rất là tuyệt vời trong quá trình lớn lên của con cái. Rồi ok, em xin phép dừng cái livestream ở đây các bác nhé. Quay nhiều quá, nói nhiều quá, các bác bảo là chúng mình. Mậu ơi, có 10.000 đấy không? Đây. Cái trạm này thì bao năm nay rồi nó vẫn cứ 10.000. 9.000. À 9.000. Được giảm 1.000 thôi. Trạm này, trạm thu phí hỗn hợp này. 9.000. À, đây ở đây nó có cái này nè, đây. Đấy, nếu mà có ETC mà còn tiền là nó tự mở đấy. Đấy, nó vẫy tay này. Hết tiền, không có tiền vẫy tay này. Nếu không nó sẽ tự mở. Của anh hết tiền à? Của anh có tiền đâu mà hết đúng không? Hai người lạ này. 9.000 này coi này. 9.000 20A 01061. Đâu? Trạm này bác thể bác ấy nghỉ rồi. Ôi, chắc cái này là sao có gì nó biển hẹn kìa. Ở cái đoạn này đi qua trạm này nhá, khoảng tầm 200m thì sẽ có một cái biển là biển giới hạn tốc độ. Là biển 50 km/h đấy, các bác nhìn thấy đỏ đỏ thì xa xa biển thanh xanh nhá. Đấy. Bác nào mà đi này mà ra khỏi trạm phát mà tạo đà mà đi ngay phát là dính trưởng các bác nhá. Đây, quay cận cận một chút cho các bác thấy nhá. Đó, đây đây, biển đây, giới hạn 50 đây. Thấy chưa? Rồi, ok. Đó, biển 50 đấy. À, dưới đây là sông Hồng. Chạy qua đất thủ đô sang bên này một cái thì thấy các tòa chung cư mọc lên nhung nhúc rồi, rất nhiều rồi. Đấy, thì địa chỉ ở đoạn nào nhỉ? Không, địa chỉ còn đấy này, tận Hoàng Mai cơ. À, con đang đi xem đấy á? Ừ. Còn con này nữa thì là xem hai con này là một con của thợ. À. Con là thợ được mua ấy, con này là trước. Kiểu như cái người này người này cũng vừa mua vừa bán ấy. Xem trên thì trước hay là xem dưới thì trước? Giá thì ban đầu báo 265, mặc cả mặc kiếp các thứ mãi rồi thì xuống được mấy triệu. Thì nếu mà đẹp thì anh em mua về để kiếm được mấy triệu, 5-7 triệu bạc. Đấy, thế thôi. Tôi làm cho có lương thì giả tiền ngân hàng. Giờ vay 1 tỷ. 1 tỷ giờ tháng 6-7 triệu thì lãi. Là 8 củ rưỡi bây giờ. 8 củ rưỡi là tính 1 năm. Năm là 8,5%, 9,0. Em đang ở đường Vành Đai 3. Đặc sản Vành Đai 3 bây giờ thì đa số là tắc đường. Các bác thấy đỏ rực luôn. Đấy. Và làn khẩn cấp thì không thấy có xe nào đi nữa. Chắc là bị phạt rất nhiều rồi. Đúng không? Không thấy có làn khẩn cấp. Đây là không thấy xe nào đi nữa. Hoặc toàn bộ là đi đúng làn của mình luôn. Khoảng tầm vẫn còn đôi người đi. Đấy. Còn khoảng chắc khoảng tầm đôi cây nữa là bọn em đến vị trí xem con Civic. Em đang rẽ vào đường Tam Trinh các bạn. Đi lên kia là đi thẳng vào xuyên răng cầu Thanh Trì. Bây giờ em rẽ vào cầu đường Tam Trinh ở đây. Đấy, tầm khoảng 500m nữa rồi. Đi thẳng à hay là đi đường kia? Đi thẳng đây mẫu nhá, mẫu để ý này. Cái làn này là trái. Làn này. Không mà ăn đòn ở đây luôn đấy.
nó có cái mũi tên là chỉ một hướng như kia này, chỉ được phép được rẽ trái thôi. Đấy. Nhưng mà có vạch đâu? Có vạch đây đấy. Có vạch, có vạch liền đâu? Có mũi tên. Có này, có mũi tên. Có mũi tên đâu? Có cả mũi tên ngoài. Có các bạn. Đây, 17. Đây bên bên 42 là bên này. 16. Chậm. Em đến nhà đây, 28 đây, nhà anh 42 à? Ok ok. Rồi ok. À đây đây đây. Rồi tạm thời sẽ không quay nhá, bởi vì bác ấy bán tại nhà riêng. Bác là bác già lớn tuổi. Ok, đi đi lại 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 đi theo bác kìa. Bác lại đi xe máy ạ. Thì để bãi khác mà, để chỗ gửi khác về trong ngõ đấy này không không có chỗ để mà. Ở Hà Nội đôi khi tiệm khổ thế các bạn. Gốm sứ Nhật. Bác bán gốm sứ à? Đây là người Hà Nội rồi. Đây là người Hà Nội gốc này. Người Hà Nội thì bác tính... lại đưa đến cái bãi. Nếu mà người Hà Nội gốc là tính tình dễ chịu lắm, không 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 ấy. Mọi thứ nhẹ nhàng. Rất nhẹ nhàng, người Hà Nội, riêng người Hà Nội là rất nhẹ nhàng. Mà cái giọng nói của họ cũng rất chuẩn hơn nhé, nó không giống như là ấy đâu. Tức là cái điệu, cái lời âm điệu ở trong lời nói nghe rất hay. Điểm tài. À, ok, đi vào cái bãi xem các bạn. Mặt máy thì không nói rồi, mặt máy bọn này thì kiểu gì con này đời này con nào trả ra rồi. Này, vặn, ông mặt máy. Ừ. Bác là nghỉ hưu rồi hay là bác công tác về ngành gì? Làm việc kinh doanh tự do. À thế, thế anh em mình giống nhau thôi. Em vừa thấy hình như là gốm sứ à? Thế có biển gốm sứ? Anh làm gốm sứ nội địa của Nhật. Okay. Nội địa của Nhật à? Máy zin có, à có đồ nội địa anh có sẵn hàng nhà không anh? Em có. Thích hàng Nhật lắm. Em thích nè, tí về em xem tí có cái gì hay không. Tí nữa phải giao lưu với bác để hiểu về gốm sứ hơn một tí. Gốm sứ nhiều mà đồ này không bán, toàn bán sang đồ điện tử. Em xem chân máy bên kia còn ok không? Từ từ để xem cái chân rằng đã. Không nhìn được. Bác nhìn lên đây nó có tròn không em méo? Đây, nhìn góc rồi nè. Méo. Bị tí rồi, bị tí. Chắc là bị tí mới phải làm. Đằng này không sao, bên đằng này là bị tí. Còng. Từ sáng giờ là rất nhiều người gọi điện vẫn còn đang nhắn tin bảo là để cho em anh, nếu anh ở trên khi anh không lấy thì anh để cho em. Ừ. Anh rất là tôn trọng em, anh bảo đây khách đến coi rồi đi hàng trăm cây số. Anh nói thật luôn, công khách quanh đây nó cũng gọi điện nó bảo đến làm nào để cho ra đây được bác nhỉ? Cho thì đánh con xe này ra thôi, còn em cứ nổ máy là ok thôi luôn. Không tức là em để cái này về cho dịch ra đấy để em xem nó dễ hơn đấy. Cái này là bác xẹt ở đâu? Hôm anh đi trên Lào Cai, cái thằng đang đi rất là chậm, nhưng mà cái thằng nó vượt xe mình nhưng mà nó lại nó có một xe khác đây thì may không vỡ đèn nó tạt cái thằng xe bán tải, nó tạt cái đít ở đây. Nhưng cái đèn này có vỡ không bác? Không không. Ồ. Cái này phải cái này vỏ bên ngoài. Thôi, nó không đáng bao nhiêu cái đấy đâu. Tí bên trong. Thế thì đại xe của anh là như thế nào thì anh nói chứ. Đây kính này. Cái xe này dịch em ra tí ở đây đúng. Xe đấy là xe của người khác hay sao? Xe của cho khách. Cho em mở xem nhờ. Để em vào trong. Lốp mới vừa thay. Lốp mới vừa thay. Lốp mới vừa thay một đôi lốp mới đằng trước đây. Lốp mới vừa thay. Con này thì đã bọc lại cái da này. Bọc lại da này. Sơn lại cái này. Sơn này là sơn kiểu như là sơn giả gỗ. Cái này có biết các bác biết là cái gì không? Đây. Cái này là chế để điều khiển cái màn hình này. Chế điều khiển màn hình này. Xe này bản 1.8, nó không có cửa nóc. Thế thành ra là không có điều khiển vô lăng và phải chế và lắp vào đây. Cái này thì nó bán đầy trên mạng ấy. Chế như này thì cũng được, cái này nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu, chỉ là có mỗi dây thép buộc này xong để điều khiển bấm. Ở nhà em có đầy có cái bộ như này. Bác muốn thì về có thể chế được. Đấy, tầm khoảng 450. 450 này để điều khiển cái vô lăng này. Rồi, đây là phần số. Cũng còn khá là đẹp. Đây là đồ đạc, đây là mua xe chính chủ sang chính tên chủ nhá. Đấy, cái này là bộ phát wifi 4G để sử dụng cái màn này. Đây là sơn vân gỗ rồi. Đấy, cần số thì còn khá là ok. Mấy cái con Civic thì con nào cũng vậy. Con này thì về cơ bản thì nếu mà muốn đẹp thì bọc lại cái phần da của cái cần số này. Đấy. Rồi. Bận. Bác cầm chìa khóa đi rồi. Đấy. Cầm chìa khóa
em cầm cái chìa khóa để xem qua xem là nó có... nó lên được bao nhiêu km đồng hồ rồi. À đây 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 các bác này. Đây này. Cái điều khiển vô là điều khiển của màn hình như này. Đấy, nó nhỏ nhỏ này thôi. Đặt đây. Đấy. Đó, thấy chưa? Thế như đây, các bác nhìn này. Đó, đây. Đấy, to nhỏ tăng giảm nick nổ các thứ ở đây. Đấy. Còn cái nữa thì nó đang ở bên này cho hết pin. Hết pin thì không thay. Đấy, pin con này thì chỉ là pin quả pin C1 thôi các bạn. Cái này nó rẻ cũng không phải đắt lắm đâu. Rồi, ok. Giờ xem là nó hiện tại là đang báo với là 124.000 km là 12 vạn 4. 12 vạn 4, tí nữa em sẽ kiểm tra chân phanh. Đấy, về cái phanh tay của nó thì như này. Đấy. Rồi. Trần cái thứ thì đẹp các bác nhá. Trần này cực đẹp luôn. À, trần này trần nguyên bản của nó và cực đẹp. Ghế thì được bọc một cái màu da. Ok. Đây để em tiến ra ngoài này tí. Tiến ra ngoài một xíu. Đây, phanh hơi ăn. Rồi. Rồi, ok. Tạm như tạm này đã. Xem túi khí. Để anh check túi khí các thứ đã. Ok, túi khí ok nhá. Tắt lại bật luôn mà không lên này. Nhưng mà nếu mà tắt lại một lúc. Đấy, xong bật lên là nó sẽ đổ máy đi. Nó sẽ check lại, vâng ạ. Em đang kiểm tra cái túi khí kia. Ok. Máy 1.8. Máy 1.8 này cũng tiết kiệm. Phần da này sẽ bọc lại cái màu giống cái này. Đấy, đây bọc lại cái màu giống cái này. Đây là do chủ đó, chủ mong muốn là bọc lại theo cái gam màu nó đẹp, theo màu nhựa này, cũng như màu này và cũng như màu ghế. Thì trong nội thất nó được bố trí rất là hài hòa. Rồi, để xem thôi cái phần động cơ. Âm thanh nhất là thoải mái luôn. Vâng. Con này bản 1.8 thì nó thiếu cửa nóc mới thiếu điều khiển vô lăng. Đấy. Cái vô lăng này thì hơi xấu, ngày xưa anh khâu lại tí thì đẹp. Con này thì phải làm lại con này rồi. Máy thì cảm thấy là rất là êm ái. Đói quá, đói quá, say quá. Okay. Ai bảo muốn cà phê còn têu gì? Hả? Anh nghe ơi. Đây ra đây nhìn rõ hơn này. Phần này thì không vấn đề gì này. Đó. Bên này thì bị đây một tí xíu cái này thôi, không sao, không vào đầu rằng. Máy móc cái thứ thì ngon lành. Máy zin. Mặt máy thì ra rồi và hiện tại không có hiện tượng ẩm dầu. Đấy. Rồi, bây giờ có một cái nữa này em cần phải kiểm tra. Bởi vì là cái mã kính nó không có thì em cần phải kiểm tra xem là ok, kính zin. Đấy. Kính zin là ok rồi. Màn Android. Màn Android này là cái màn Gotech có điều khiển giọng nói đàng hoàng. Màn này thì cũng khá là đắt tiền đấy các bác nhá, chứ không rẻ đâu. Đấy. Rất 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 nhiều tính năng. Phần ghế đằng sau về cơ bản chỉ cần làm sạch, không bị rách, không gì. Con xe này thì em ưng nhất là cái trần. Phải nói là trần rất là sạch sẽ. Đấy. Trần rất sạch sẽ luôn. Đấy. Khâu lại cái vô lăng này thì đẹp. Bởi vì là bằng da và khách không dùng, khách cũ người ta không dùng cái bọc vô lăng. Thế cho nên là thường cái da này nó người ta dùng nhiều, mà da thì có kiểu như là tay mình có mồ hôi, nó dễ bị mọt, bị kiểu như là bị mùn ra. Cái da nó rất dễ. Thế cho nên là về khâu lại cái này.
đâu đó nếu giá xịn khoảng tầm hơn triệu nữa vào cái vô lăng. Có cửa nào bị tháo không em? Cửa thì lại rin nhưng mà đít bị tông tí rồi. À, nặng không? Không nặng lắm. Ừ. Cũng nặng đấy nhưng không. Chấp nhận được đúng không? Lỗi cho phép. Lỗi đầu biết gọi là lỗi cho phép. Đâu? À đây à. Giờ kính là rin. À, kính rin thì không ảnh hưởng nhiều. Đây kính rin bị... khi mà tai nạn nặng thì vào kính nó tan bị, này. Bị tí ở đây rồi. Còn cái loại mà thép ở ngoài tí ở đây rồi, trên này chưa bị. Bên dưới thôi. Đây, chạy một tí đây. Chỗ này là nứt thôi nhỉ. Đây là nứt chứ không vẫn là zin. Nó bị móp lại nó rồi. Này vẫn phải zin này. Ok. Nếu mà nó đóng như thế này nó tông vào đây, đèn này chắc chắn là phải thay. Đúng rồi. Tông vào đấy chắc chắn phải thay rồi. Nhưng mà chắc nó chỉ phần này. Vâng, đây là xem nó vào sâu trong này không là biết này, đây. Đến đây là vẫn còn nguyên này. Đến đây vẫn còn nguyên này. Ừ. Thì nó đó, không vào sâu. Nó bị rụp một phát chỗ này, lúc anh mua anh biết không? Không, anh cứ mua là anh mua, anh thích thì anh mua. Rồi ok. Xe qua máy anh mua thôi, còn cái phần đấy là phần ngoài da. Vâng. Anh luôn. Đúng rồi, chính xác. Riêng mua xe phần thì ngoài cứ cái máy ngon là được. Cứ máy ngon là được, anh mua thôi, chứ còn nguyên bản thì anh mua chứ còn nếu mà... Em ơi, mẫu ơi, lấy tiền em thử ga thử ấy nè, tầm khoảng 3-4 nghìn vòng cho anh ấy nè. Bọn em là thợ, bọn em biết anh, còn anh không là thợ thì... Vâng. Anh chỉ đi mua là anh thích anh mua. Vâng. Rồi, thế thôi. Được đấy. Không sao, mỗi tội như này về phải làm lại phần vỏ tí. Động cơ thì ngon. Nhưng mà đít đi thử tí. Đâu, gầm kiếp. Đít bị tí. Bây giờ đi thử đi, cứ đi thôi, biết làm nào được bây giờ. Điểm 29. Vâng. Dàn lốp thì mới tinh. Dàn lốp rồi bác này, bác nào mua được con này thì được cái dàn lốp. Dàn lốp thì còn lâu lắm mới phải thay. Đây. Dàn lốp lâu lắm mới phải thay. Đây, 2022 này. 2022 lốp lần sau là 2016 luôn. Anh thay có 2 quả đúng không? 2 quả trước thôi. Vâng, anh thay có 2 quả trước này. Thế mà cái lốp này lại từ 2016 ấy. Tuần thứ 3 2016. 12 vạn cơ. Đây này, bị cong đoạn này. Có. Em sao nào? Quay đoạn này chưa? Quay rồi. Đây. Lốp sau từ 2016 luôn. Thế nhìn mà độ mòn như này thì từ 2016 giờ chạy không nhiều đâu, lốp mít luôn đấy. Bác này. Yeah. Đấy, lốp mít luôn này, chạy 2016, 2016 đến bây giờ mà như này là chạy rất ít luôn. Em thử hiểu đấy, xe không phải đi nhiều đâu, 2016 lốp. Rồi. Đi có 12, hơn 12 bác. Chưa biết cầm biết gì nữa. Bây giờ chỉ còn cách đi tiến lại đây, chứ ở đây thì chịu không có cái gì để mà thử được cả. Đấy, ra ngoài ngó. Mình đã đi nhanh. Thôi được rồi, về nhà bác đi. Thế lùi cái xe này lại. Đây em cầm máy quay cho bác đấy. À, hay là bác lùi con xe này vào đi, để cái xe này ở ngoài luôn. Không để cho nó... Đây bây giờ như lùi này con xe vào được, làm sao xe được chuyên vào được. Không, bây xe giờ này, như xe... này, bây giờ thế thì thôi, tạm thời nói chuyện với bác luôn ở đây luôn được. Ừ, thế. Đấy, nói chuyện thôi. Thì xe thì em xem rồi. Cơ bản là có chỗ kia thì xem trên này. Phải làm lại tí. Ừ. Cái chỗ này thì... Nói chung là sơn lại là những cái xe đời này đít nhẹ tí, được. Đầu nhẹ tí. Cái việc ý là nó để ngoài bãi xe này, cái cháu nó thì không chỉ tránh được làm thế chứ. Có một cái là căng nhất là cái góc bên này tí thôi. Căng nhưng mà cái phần nhựa mấy cái một tí đấy không ảnh hưởng gì đâu em ạ. Tôn. Em cứ hành dung đấy đi chỉ... mua xe chỉ cần gầm bệ. Ok được thôi, nội thất bên trong là ok được thôi. Thì bây giờ là bác bảo là 240 và cái chiếc kia bớt cho 1 triệu để về bọn em làm. Này còn tí đít này nữa. Con này về phải làm lại này, do nó vả ở đây một tí này. Đấy, nó phình lên đây này. Là 439 à 239. 239, bớt 1 triệu là đúng 1 triệu. Rồi, anh nói thật sự anh mua con xe là 270 triệu, bớt nó thôi 200. Năm ngoái nói thật sự với em thôi. Anh trả lời có điều nhiều bác nhỉ. Anh trả nhé anh đi. Trả nhé mình thì biết đấy rồi mà anh trở thành anh nhưng ấy thì khó. Nhà. Được rồi, thế thì bây giờ sang nhà anh đi. Đấy anh nói thật sự luôn. Đánh xe ra, nếu mà ok thì đánh xe sang lôi sang là mua thôi, có gì đâu. Đỡ phải để đây. Anh nói thật sự luôn, xe đấy thì chốt rất là nhanh. Em mua với mua bác nhé. Okay. Đỡ phải nói nhiều đau đầu. Thế thì đánh luôn con xe ra ngoài luôn. Thế bầu đánh đi.
về Bắc để giấy tờ nhà em nhìn này, giấy tờ. Có giấy tờ trong xe. Anh nhìn em nhìn em này. Anh bán chưa? Anh còn chờ trả lời đấy nhá. Thôi được rồi. Anh Thái Nguyên xem không lấy được, anh nhớ phần em nhé. Rồi ok. Đấy là khách mua, tức là mua không phải là thợ như bọn em nhé. Mua là mua đi nhé. Vâng. Anh nói thật sự, còn bây giờ cái chuyện ở trên mạng người ta giả bao nhiêu cái việc của người ta, vâng, còn anh bán bao nhiêu. Thôi được rồi, không sao cả. Cái này thì thường mua bán em đồng ý mua rồi là được. Rồi chứ còn. Đấy, cái tí là được, về dọn dẹp lại. Năm tăng thì anh là xuống là xuống luôn. Đấy. Đây anh Cường với mẫu. Bây giờ cứ đánh xe vào đây cứ đàng hoàng. Anh em đi về nhà. Không, tí nữa phải đánh ra nó vướng. Bây giờ con này lùi vào, đó này ra nó dễ này. Không bỏ xe máy ra là ra được. Em bỏ xe máy ra kia ra là đi ra được. Thì có vẻ tí nữa mất công đỡ phải lùi lại lần nữa. Đây cho mậu ra sách cái đồ các thứ vào để ra đây. Đang đi về nhà bác chủ để viết cái giấy mua bán. Bác chủ ở phía đằng trước kìa. Như này thì máy móc còn nguyên nó cũng nhiều anh ạ, nhưng mà trên thị trường nó cũng không nó cũng hiếm. Con này thì ra mỗi mặt dàn cò thôi. Đi chậm thế, giòn rén thế, đằng nào nó cũng xước rồi, đi nhanh lên. Đường về đường. Đi thôi. Nhà bác chủ lại là chuyên hàng nội địa Nhật phải không bác? Ừ. Nội địa Nhật. Úi trời ơi, quả đồng hồ này. Cái đồng hồ này nó là cái như nào đây? Sao trông nó lạ thế nhỉ? Cái đồng hồ đấy là đồng hồ pin của Nhật. À. Đồng hồ nó này. À dây cót à? Đồng hồ dây cót à? Không, nó là pin nhưng mà cái này trên này là dây cót. À để có tiếng nhạc đúng không? Rồi. À. Cái này như kiểu là để bàn trang điểm, bàn trang điểm cho các chị em. Chị em. Hay đây. Đây nhiều những cái nồi rất là lạ. Đây này. Nồi này là nồi ấy. Úi giời. Mình cứ tưởng mở. Quê quá. Vâng, quê quá. À, nồi nội địa Nhật, là chuyên hàng nội địa Nhật luôn. Loa đài biết ca biết từ rồi. Loa đài. Xem có cái gì ấy hay mua món về. Em anh ơi, anh cho em hỏi qua cái tác dụng của cái lọc không khí này. Cái này không khí này ví dụ như là nó là vừa nó hút ẩm không biết được nó cái này thì nó không có hút ẩm, nó chỉ có lọc khí này, bù ẩm này và khử khuẩn. Đấy, đấy hàng Nhật đấy. Đấy là bật lên thì cái nó rung ra. À nó rung ra nó hút ở dưới này nó thổi lên trên. Ừ. À. Con này là ba na cánh rừng. Vâng. Anh nó làm cũng hiểu biết được. Nồi gì ạ? Nồi ủ. Nồi ủ. Nồi ủ của Nhật. À. Đấy, con này đun sôi không để nó ủ lên. Vâng. Con này là cũng để bán hết à? Cả máy rửa bát để biết các thứ à? Cả máy rửa bát. À thế ạ. Máy chặt đủ lạnh. Nồi cơm. À thì cái kia to quá thì nó không để đây được đúng không? Những cái kia nó đồ to quá. Anh đây này, đây là toàn nồi cơm. Nồi cơm, nồi củ. Máy chặt đủ lạnh biết cái. À. Cái máy này giờ bao tiền anh? Cái máy triệu rưỡi. À triệu rưỡi cái máy này. Cái đôi loa này như nào? Đôi loa này là 8 triệu. Ừ. Ồ chắc là nghe chắc phải sướng lắm ấy. Ừ. Toàn hàng từ Nhật hết. Anh có cái mối nhập từ bên đấy nhỉ? Các loại. Đây à. Có cái dàn này chắc nghe, chắc dàn này chắc anh để nghe đúng không? Ừ. Dàn này này. Ừ đúng. Cái dàn đấy giờ đắt không? Cả bộ của nó cũng là mấy chục triệu. Ây, chịu trời chứ. Cái này thì nếu mà hút thuốc nó khử mùi của nước được không anh? Có hút thuốc cái nào nó bắt đầu lên báo lên ở cái đèn này nó đỏ luôn. À. Nó bắt đầu báo hiệu cái nhiệt độ, cái chất lượng không khí không tốt đúng không? Thế nó xanh như này là đang tốt à? Đang xanh như này là tốt. À. Này là đang không biết dùng đâu vì nó nhiều chữ tiếng Nhật quá. Tắt đi như này, tắt đi cái này. Đấy, tắt đi thì dừng em. Nó tự nó hạ nó khép lại. Máy lọc không khí. À.
Ok, tí nữa tôi cứ lấy cái này xem. Thế những cái đồng hồ này là không phải đâu để đồng hồ anh con này nó không có con nó có dùng được nhưng mà à, để đấy. Em không nhìn rõ lắm nó có những cái loại gì đấy đâu. Cả chảo các thứ này. Một cột đàn piano này chắc là để chơi đấy. Đàn đấy để cho cháu mà. À. Đẹp để nghiên cứu cái này. Đang giờ lố quá. Đang không có 4 giờ. Đang chuyển tiền mà 3 giờ lố quá. Ừ, chắc phải nhờ wifi rồi. Phải nhờ wifi đã. 239 triệu. 239 1 2 3. Ừ. Hưng à. Đấy. Chuyển tiền, biển số bao nhiêu mà mình ừ, Hưng à. 29A. Ừ, anh tôi chung ở bên sửa đấy, không nói hỏi cái ông đi lúc mai. 29A 8 à? 8 5131 được chưa? Rồi. Cao Ngọc Trung. Hai trăm ba mươi chín triệu đó. Đây 239 triệu Honda Civic 2008 đấy, trừ tiền đấy. Đấy chắc bác nhận được rồi đúng không? Vừa nhìn chắc chắn là nhận được rồi. Thấy tên của cái này rồi. Bác ký đọc qua cái này xong ký rồi. Bác mới ra tên năm ngoái, cần mỗi chữ ký của bác này. Đúng rồi. Đây giấy tờ đây các bác. 239. Đúng rồi, tôi chung mà. Anh ký giúp em một chữ đấy cho xong đấy. Được. Đấy, đúng chưa? 239 đây ạ. Ừ. Đấy. Đấy, em ghi có nội dung đấy, rồi chuyển tiền mua xe này. Rồi. 29A đấy. Đấy, anh ấy nói đến bọn em mua bán với anh, bọn em là thợ em thì rồi còn đấy vẫn còn người đang gọi vẫn còn nhắn tin đấy. Nếu anh không xóa bài đi thì còn hành đến chiều. Không à, là cũng có mấy anh em nó ở Hà Nội đúng không ạ, em mua em đi em chữ ninh tinh như nọ kia thì bảo thì bảo đã nhớ mấy em ở trên này xuống rồi nói hai lời anh không thích anh nhớ không. Anh bán mua là anh mua nhanh lắm, anh mua vâng. Trong ngày là xong rồi. Vâng ạ. Không phải gì cả. Anh đi mua là anh sẽ chỉ xem cái máy thôi, còn cái việc thôi. Đúng rồi ạ. Cái đâm đụng là cái chỉ qua thôi. Vâng. Nhỏ kia con em thì tất nhiên em đi mua con em thì thôi, còn tất nhiên nó không ảnh hưởng nhiều. Vâng. Cái đấy thì con em biết rồi đúng không? Vâng. Cái đấy thì nó gọi là phần bên ngoài vỏ tôn, những cái thứ thì không ảnh hưởng gì. Cái đấy thì nó là bên nhựa, chỉ có vâng. Cái máy và cái gầm thôi. Đúng rồi. Em chỉ quan tâm, em mua xe em chỉ quan tâm hai cái đấy. Còn đấy cái còn cái kia thì về làm đẹp được mà, có gì đâu. Thôi, thì tôi đi cũng qua trưa rồi. Đây đây. Em cảm ơn nhé. Em cho xách túi này. Hai cái túi. Đây bây giờ giao dịch xong rồi. Cái căn cước của bác để trên bàn. Đây đây, cả hai cái của anh chị đều để đây rồi. Đây này, vẫn cứ gọi anh người ta đến chưa? Anh không xóa bài đi thì nó hành như đến chiều. Vâng. Thôi đi. Hôm qua ông em cho cái bơm để vừa cho cái bơm của hãng. Cái bơm lốp đúng không? Bơm lốp. Anh em mình nói chung là thanh niên thì giao dịch nhanh. Anh xem cái đồ gì của anh, các thứ trên xe còn thì anh lấy cho. Tô nào luôn. Không, anh em mình nói chung là anh nói một tới một hai làm ăn hai chứ không phải. Anh sợ trong cốp này có gì ông lấy cho anh. Đấy, ô ý, cái thứ của anh ấy. Bây giờ mình bắt đầu dọn đồ. Dọn đồ để có anh cái đồ này thì thôi. Không trang anh dọn cho bọn em đi thôi. Không cần đâu ạ. Về bọn em có người dọn. Cái gì mà cần thiết thì anh ấy được. Còn rác rửa các thứ thì anh cứ giúp công rồi được. Đây xem đằng sau này còn gì không. Đằng sau này cái này là cái bàn à, cái bàn trên xe tặng luôn em. Vâng. À, thùng nước bác nhấc thùng nước bác của bác chắc còn đấy. Cái này anh có ấy chuyện ấy của cháu các cháu này là thì chắc lại chẳng cần nữa hay đọc trên xe. Ở đây còn cái chai gì đây. Ôi, rượu mạnh à. Đây là rượu hay cái gì đấy bác, chắc là lấy được đóng cửa xe đấy ngó hẹp. Thôi được rồi, thì dựng rộng xe máy đi thoải mái. Đang đi nhá.
Đây nữa không à, còn cái này nữa. Vâng, xem trong cốp này nè. Trong cốp này thì có khẩu trang này, không còn cái gì nữa rồi. Cái này là cái gì ạ? Cái này là cái quạt của cháu đó. À đây ạ, đây ạ, vâng. Đây, cái này nữa. Cái thôi, em... À, dạ vâng, cái này là cái phát 3G cho nó đúng không? Phát 3G đấy. Vâng, vâng, ok, em cảm ơn. Anh giao xe này, có thế nào anh giao đi? Dạ vâng, hay quá. Anh lấy đi, cũng dùng cái đồ đồ thơm xe. Đúng, đúng rồi ạ. Thơm cái thức ngon này. Vâng ạ. Cái mấy cái giấy tờ này anh cần không ạ? Giấy tờ không cần đâu ạ. Vâng ạ, thế để em cứ bỏ vào cốp đã. Ngộ nhỡ có cái gì cần thì anh gọi cho em nhá. Xe Nhật nó phải thế. Điều hòa lạnh quá. Bác xem cái chỗ đặt cái kính ở trên đấy, em còn kính không? Cái con này không có chỗ để kính. Rồi, thế thì anh em mình đi một con này nhé. Còn đi hơi vút thì con em thử ra bốc cái. đưa đây anh cầm máy đây trực tiếp. Đấy. Bác lại bảo hôm nay thằng em mình đẹp trai thế và thực đấy. Ra là em vẫn thế mà. Đây bác quay cái dáng em cái để các bác nhận kỳ. Đây. Đâu có thấy đâu đang quay cam trước. Ở đây cam trước à? À đây đây đây. Ai biết cam nào? Con này lốp nam này khỏi nghĩ luôn. Lốp thì đằng sau 2016 em thấy là chạy ít rồi. Cảm ơn bác chủ nhiều nhá. Rất là nhanh thôi nhưng mà em đấy em là thanh niên. Rồi, quyết okay cách chốt rồi. Luôn còn không được là không luôn. Có thế thôi cho nó dễ. Vâng. Em xuống bọn đi. Em xe em biết ngay. Vâng vâng. Anh nói giá là chuẩn độ này chứ. Vâng, okay. Không nói hơn kém hay là còn nói nhiều nhỉ. Vâng. Vâng. Cảm ơn nhá. Rồi bởi em xin phép em về chạy rồi thì cái việc thoải mái. Cảm ơn bác một được lộc băng ở Bình Phước. Mùng 1 mua được xe là tốt rồi. Đấy các bác ạ, để em cho cái cam sau quay lại cái. Đây nha, bọn em vừa mua xe mà vừa live stream này. Chủ các thứ đầy đủ rồi. Ừ, chủ rồi, đấy. Bọn em vừa mua xe vừa live stream và vừa quay điện, quay trực tiếp. Các bác nhìn nhé, đây live stream đây, rõ ràng đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ đấy. Cho nên là bọn em rất là công khai. Giá quá rồi thì bác muốn bán đấy. Bao nhiêu? Mua 239. Mua 239 triệu. Đấy, về bây giờ phải làm đẹp đã, phần thân vỏ của nó thì cần phải làm một số cái. Úi ôi, nét căng đét này. Mất thực sự, cảm HD luôn. Cảm HD, nét căng đét. Nhìn thấy con morning đằng sau không anh? Nhìn thấy chứ. Đấy, bộ màn hình như này tiện quảng cáo luôn nhé. Bộ màn hình như này tính ra nó cả lắp đặt nó khoảng 4 triệu rưỡi, 4 triệu 7 tùy xe thôi. Rất ngon. Đấy thì bọn em đi mua vào hôm nay là chưa biết bán được hay không. Đấy, nhưng ít nhất là hôm nay cũng là mùng 1 là mua được đúng không? Mùng nay mùng 1. Bác nào chấp nhận với cái tình trạng này với giá này đấy, cộng cho em 6 triệu mỗi anh em làm hai quả. Ba anh em xuống tiền luôn đây, số tài khoản. Nhưng mà về phải tự làm đẹp nhé, em không làm đẹp đâu đấy. Chắc chắn là như thế rồi. Để xem có bác nào dám chơi không, em thẩm định rồi. Xe về là phải sửa. Thế mà chả phải thế sao đây? Mua xe live stream trực tiếp. Nhưng mà cái lúc anh ở trong nhà đáng ra chú phải cầm máy vào để anh còn lúc chuyển khoản những kia nó mới đúng chứ. Ồ, bác ấy rồi. Bác nào mà có muốn biết thực tế thì em quay cả bằng cái máy quay này của em này. Đây này, đây này. Đấy, bằng cả cái máy quay này của em là em quay trực tiếp đây, cái số điện thoại bác chủ vẫn cứ để nguyên trên đấy. Bác nào mà không tin lắm thì gọi điện hỏi. Thì như này đi là nếu mà em làm đẹp ấy, xong ấy em sẽ bán con này rơi vào tầm 260 cho đến 265 triệu. Tùy vào cái mức độ được. Tùy mức độ về làm đẹp. Kiểm tra lại sơn rồi các thứ sơn khác con này nữa. Là sơn ngon nó phải 8 củ rồi. Đấy. Sơn ngon, sơn ngon con này nó phải tầm xem đấy rồi. Tìm một quán cà phê ngồi chơi tí đi. Cũng được đấy, có ăn trưa không? Trưa thì vừa ăn rồi, vừa nãy ăn rồi. Nhưng mà bây giờ là như này. Tạt vào ngõ kìa. Không phải, mà bây giờ phải đi xem con Sorento 2013 nữa. Ở đâu? Có một bác ngay gần đây thôi. Bác ấy, okay. Bà nãy bác ấy vừa nhắn cái số điện thoại cho rồi. Bây giờ chuẩn bị rồi, ok ok. Để hỏi kỹ, kiếm quán cà phê ngồi hỏi kỹ cái xong bây giờ là triển khai tiếp các bác nhé. Còn có lẽ là cái live stream thì em xin... Rồi, em dừng tạm ở đây một chút. Em thấy được rằng là ở đằng sau chỗ em đỗ nó có một con xe này biển 30E39006. Thì cái này nó để ở đây rất lâu rồi. Các bác này, để lâu lắm rồi. Lá cây cái thứ là còn mục nát hết vào đây rồi. Đấy. Thế nhưng mà không thấy chủ đâu và gần như là lâu lắm cũng không thấy ai đi. Các bác nhìn thấy cái chỗ này này. Đấy, đất cát cái thứ nó nằm ở bên trong rồi, ngoài đường này nó chảy xuống nó còn nguyên đấy. Đấy. Xe thì cũ lâu lắm rồi. Để không lâu lắm rồi.
Đấy, thì để xem nào. À, ở đây lại có một cái giấy này. Đấy, đăng kiểm thì đến tháng 10 năm 2022 là hết rồi này. Đăng kiểm là vừa hết rồi này. À, ở đây lại có một cái như này. Tôi cần mua ô tô này, gia đình có nhu cầu bán gọi cho tôi nhé. Hãy lưu số điện thoại, khi nào bán gọi cho tôi. Đó. Thì những cái xe mà để không như này thì lại thường là để theo những cái tờ giấy như vậy để có nghĩa là chủ không đi đến nữa. Đấy, hay như thế. Chủ không đi đến nữa, cứ quăng quật đây thôi. Tiền thì vứt đây cả đống. Đấy, các bác thấy hay không? Quá là hay. Rồi, ok, đây. Bây giờ kiếm cái chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị coi như là đi xem tiếp một con xe nữa, nhưng không biết là tình hình có được hay không. Honda Civic nha các bác nha. Ok, em tạm dừng đây đã. Tí nữa em quay tiếp. Bao tiền một xe? Mua xe là bao tiền? Tính theo tiếng hay là tính gì anh? Theo vé. Nếu mà anh lấy vé em gọi anh ra xẻ vé. Đâu? Vé ở đâu? Mang cho mình nhận vé với về còn thanh toán. Anh là gì? Cho mình nhận vé với về mình thanh toán. Dạ. Cho mình nhận vé mình về mình thanh toán. Ok, đây đây okay. Em gọi anh ra. Ok, ok. Đây là có bãi đỗ xe các bác ạ. Bãi đỗ xe này thì hình như là đầu đường phía đằng kia có chữ P, nhưng đầu đường này không biết có chữ P không. Chứ nếu mà bãi của em này là em làm chủ thì em thông cảm được, nhưng mà đây người ta soi cam, người ta không biết em có thu tiền hay không. Ờ rồi. Nhưng mà nhé, ban nãy bọn em gửi phải có người trông người ấy. Làm gì có ai nhận đâu. Trông ai nhận đâu. Nhưng mà có ai ra nhận đâu. Có ai gọi đâu. Có anh đếm xong rồi anh đi mà. Alo. Vừa rồi thì chốt kèo 2008 nhưng mà em vừa mới chốt bán rồi anh ạ. Em mình em đang chốt bán. Em vừa mới nhận cọc khách Hải Phòng rồi. Của anh hai xe à? Hai xe. À, đúng rồi, em vừa mới nhận được khoảng tầm 10 phút, em vừa nhận tiền không? 186 triệu anh. 60.000. 2008 đăng ký 2011. Để lấy cái vé đã. Cuốn vé ô tô về đây để xe vé cho hai nghỉ vì hai con xe đỗ đây. CDX thì em phải đang chưa có. Vâng, ok anh chưa? Đây. Dạ. Các bác bảo anh nghĩ là bây anh đi, lúc anh thì em sẽ ở đây, bây anh lấy xe thì đi thì em thu tiền, thì anh bảo là thu tiền thì trẻ em thì vé. Ờ, đây các bác nhá. Còn morning ấy thì em đã chốt kèo bán rồi. Anh chờ thì anh vừa. Bên bãi bên kia anh cho người mang vé sao? Vừa nói chuyện bãi nào? Vừa nói chuyện xong một chút. Thế thì làm sao mà em chờ thế được? Thế bãi này không có vé à? Bãi này không có vé à? Tức là cái vé anh quản lý. Anh ấy là chủ. Anh rồi là nhưng mà bây giờ ví dụ như ở đây bác gửi là bác phải thu vé chứ đúng không? Không thu vé là làm sao biết được? Đây anh mang cuốn vé bên đấy anh sang đây mà. Nhưng mà vé bên đấy thì có phải là bãi này không? Bãi này đều là công ty này mà anh. Chứ em tưởng là ở đây cái ông chưa gác bốt này nó phải có vé chứ. Đúng không? Em trực ở đây, bốt của em kia anh hiểu chưa? Anh thích vào bốt này này, em đang cho anh bốt này năm na, em cũng soi được đây nên em cũng ra được. Nếu mà bọn anh gửi xe cho anh mà em ơi anh gửi xe em bảo. Tôi biết đâu được mà dọc đường này tôi biết làm sao được. Được rồi. Không cấm dừng cấm đỗ thì tôi đỗ đây. Trả lời cho nó để cái đi đi. Nó có biển mà trông giữ xe ở đây thì nó mới có được. Chưa kìa, anh ra đây em nói sai đâu. Nhưng mà ông có nói phạm vi. Ở cái chỗ rồi. Này nó quay đầu ra đây làm gì có biển nó đâu. Vừa quay đầu đây làm gì có biển nó đâu. Đây, nó gửi ông 50 đây. Không, ông xuống anh, em cho anh nhìn biển kia. Thôi, 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 cho nó đỡ mất việc. Anh nhìn cho biển nhà. Thôi, được rồi, để tao quay phim mai cho lên báo. Cua chỗ này ra thì không nhìn thấy cái biển bãi đỗ xe. Đấy, nhưng mà chắc ở đây là kiểu như là cũng luật lá rồi. Thôi được rồi, cái đấy vấn đề thì bỏ qua. À, có bác thì hôm trước có nói một điều là cái con Morning 2008 mà sao cái ông bán cao thế. Thì em bán 186 triệu, 185 triệu trong khoảng đó. 186. Đấy, 186. Thì bọn em bán thì gần như nó đúng giá. Và đây thì hôm bây giờ thì em đã chốt cái con này về Hải Phòng rồi. Đấy, có bác thì bảo con này chỉ bán 160 triệu thôi, 165 triệu thôi. Đấy, như đoạn clip trước em có chia sẻ và tại sao xe của bác là 165 triệu mà tại sao xe của em 185, 186 triệu là nó ở cái vấn đề đấy. Con xe của em lại là đời 2008 như lăn bánh lần đầu năm 2011 cơ nhá, các bác nhá. Đấy, thế cho nên là về chất xe nó cực ok luôn. Nhưng mà vẫn có thể bong kèo đấy.
thì có thể bác gái anh ấy lại chưa đồng ý thì cũng chết dở. Anh này anh bộ đội, anh bảo là anh bộ đội. Nhưng mà bây giờ chuyển tiền cọc rồi đấy, 10 triệu đấy. Tiền rồi, 10 triệu nhận rồi, nhưng mà ý là bây giờ bác gái là sợ xe không vào được ngõ. Đấy, thế em đã bảo từ nãy con rồi, xe đang bảo là vào bây được giờ không? Anh phải xem kỹ đi xem có vào được hay không, như thế nào thì là mới nên mua, mới nên cọc. Bây giờ anh mà cọc không lấy xe là anh mất tiền đấy. Nói trước rồi. Đứa trái bám bên kia. Đấy, thì cơ bản thì cứ nhận kèo của khách cái đã, rồi cái đấy thì về tính sau thôi. Bởi vì là con i10 mà vào được thì con này nó vào quá là vô tư luôn, có gì phải bàn đâu, các anh nhỉ. Thôi bây giờ con Sorento thì bọn em không... Đâu, rẽ đường nào. Không phải. Này chỉ có đi thẳng thôi. Đúng rồi. Đường này cũng... Hôm vừa rồi thì là bọn em... Ôi trời, đang phải nhìn nên chưa nói được. Sorento. em đang định xem đi xem con Sorento thì nó không vào được miệng, không vào được việc hả? Đi xuyên ra bên kia. Sẽ là xuyên sang nào? Ui trời. Hai yên. Quên xứ nữa rồi, thôi được rồi. Ok, để em lấy cái đường về cái đã. Vừa rồi đi lang thang lòng vòng quên xứ cái đường. Đúng là người nhà quê lên ra Hà Nội là quên đường. Đây các bác ạ. Em đang trên đường di chuyển về và em chuẩn bị vào cầu Kiên Trì. Cầu này bây giờ dân lái xe được gọi là cầu Kiên Trì, tức là đi chậm là phải kiên trì mới đi qua được. Để gọi là dân mạng gọi không gọi là cầu Thanh Trì nữa và gọi là cầu Kiên Trì. Chớm đầu cầu một cái là bắt đầu xe bắt đầu có hiện tượng ùn ý ứ và bắt đầu tắc dần. Còn cho đi 60 nữa. Đợt cách đây tầm khoảng 4 tháng trước cái sao ấy là trước cao hơn sau chuyển xuống cho đi 60 rồi. Với lại cái làn ở bên trong này trước đây mô tô mà. Đúng rồi. Đây. Trước đây là cho cả ô tô đi. Nhưng bây giờ thì nhà nước thu gọn cái làn đấy vào một chút nữa để cho xe máy đi, không cho ô tô đi vào trong nữa. Đấy, thì bây giờ cho ô tô đi vào trong nhiều, mới đây thì rất nhiều xe bị bắt ở phía đầu bên kia. Tí sang bên kia thảo nào cũng thấy các chú các cơ quan chức năng đứng ở bên đấy để bắt những cái xe nào đấy mà đi vào cái làn chỉ cho xe máy đi mà cấm ô tô này qua này. Đấy. Trước đây thì nó cái làn kia là nó gọi là nó dịch ra một xíu thôi, không nhiều lắm. Đấy. Đây. Đi bây giờ đi con mẹ. Cấm toàn bộ ô tô đi làn trong đấy. Đấy, cầu Kiên Trì các bác nhá. Tí nữa thì lên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên em sẽ trải nghiệm con Civic này các bác nhá. Lạnh quá, điều hòa lạnh quá. Để cái này cho nó đỡ lạnh. Lại đi đeo Saudi đem mét này nữa, E200 húc cho nó phát, xem mình xem thằng nào tốn tiền hơn. Thôi. Chào các bác nhá. Em mình đang lái trải nghiệm con Honda Civic trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên. Hiện tại tốc độ đang là tầm 98 đến 99 100 km/h. Các bác nhìn nào. Đó. Chạy cực kỳ ổn định, không có hiện tượng lạng lái cái gì hết. Gầm thì vẫn phải xử lý lại một chút nữa, mấy cái rotin rồi tiếp các thứ rồi đi mai ổn các thứ là cần phải xử lý. Thế tuy nhiên cái đấy thì xe cũ nào vẫn cứ phải làm. Chạy như thế này thì các bác nào mà có kinh nghiệm chạy xe một chút thì sẽ hiểu được, sẽ biết khi mà chạy các xe như này là biết ngay là con xe gầm bệ nó còn ngon hay không. Đấy, nó đi kiểu như là cảm giác lái mình cảm thấy là làm chủ được cái xe hay không thì bác nào có kinh nghiệm lái xe rồi là biết ngay. Còn đi xe mà cảm thấy cứ sợ bấy thì là rất là nguy hiểm các bác ạ. Như có bác comment ở trên YouTube ấy, đây cái xe tập lái này. Đấy, trên YouTube như là trên là các live stream là cái đường Hà Nội Thái Nguyên là cái đường nó vắng nhất, nó không có trạm thu phí. Thế thành ra các bác biết sao, xe dạy chạy lái xe trên cao tốc là toàn chạy từ đây đến Thái Nguyên không chạy về, rất nhiều xe đâu luôn. Cái cơ bản là nó không mất phí, cái thứ hai là đường nó vắng, thế là toàn để các bác chạy, các anh em học lái chạy trên đường. Bây giờ mà học bằng lái xe là phải chạy 600-700 km lúc đấy mới được thi, phải lái được cần đấy mới được thi, thế thành ra là phải chạy như này. Đấy, học viên phải chạy như thế. Có lẽ rằng cái video và mua con Honda Civic thì em xin phép được tạm dừng ở đây. Đấy, thì em có bật mí với các bác một chút nữa. Trước đây bây giờ thì cũng đã là 3:30 rồi và em đang trên đường về, và trên đường về này thì em sẽ xem con VinFast Fadin thuộc đời 2021 chạy 1.8 màu trắng biển Thái Nguyên chính chủ bán.
Đấy, thì có lẽ rằng là xem dù gì ở trên clip này thì có lẽ các bác không xem được cái đấy, thì em sẽ tách ra làm hai cái video, một là cái video demo con Civic này, hai là cái video con Mon Fadin. Phần nếu không mua được thì em sẽ không up lên đâu, còn nếu mà mua được thì em sẽ up cho các bác xem nhé. Ok, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác ở những clip sau.